Xin kính chào quý vị khán giả cũng như tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Di Còi. Hiện tại thì Di đang có mặt trên quốc lộ 1A. Tình cờ Di đi ngang qua khu vực này cả nhà thì Di tình cờ phát hiện một cái căn biệt thự bỏ hoang. Theo như cái cô bán nước ở ngoài đường chia sẻ thì căn biệt thự này bỏ hoang cũng khá là lâu rồi. Tại vì nhìn theo kiến trúc á thì những cái không phải xây bằng gạch nữa cả nhà mà xây bằng bằng đá. Thì lúc nãy mình có hỏi cô bán nước là vì lý do vì sao mà cái căn biệt thự bỏ hoang, thì cô bán nước cũng không có rành nữa cả nhà. Thì cô chỉ nói là nghe nhiều người chia sẻ mỗi lần đi ngang cái tuyến đường quốc lộ này á, khi mà nhìn vào bên trong cái căn nhà thì thấy có một cái đốm lửa lấp lé ở bên trong căn nhà. Thì rất là nhiều người sợ hãi vì cái sự việc cái đốm lửa đó. Và cái đám lửa đó thì cũng không biết là do những người vô gia cư người ta vào đây người ta sinh sống rồi người ta đốt đèn cầy, hay là do những cái người mà đến đây để mà người ta xin số đề, hay là những cái bác sĩ xã hội đến đây để mà làm cái sự việc này kia thì người ta đốt lửa, thì có thể nó lấp lé. Còn một phần nữa là có thể là do về cái vấn đề tâm linh. Thì cái vấn đề tâm linh ở đây thì Duy nghĩ không biết có hay không, tại vì ở đây gần quốc lộ nên là khả năng về cái vấn đề tâm linh chắc anh Duy nghĩ là sẽ không có. Nhưng mà bên trong thì cái sự việc nghe cô bán nước kể về cái câu chuyện mà cái đốm lửa lấp lóe hàng đêm á, thì Duy nghĩ đó là những người vô gia cư vô đây người ta sinh sống. Còn bên trong cái căn nhà này như thế nào thì Duy cũng không biết nữa cả nhà, chắc phải vào đó để mà khám phá. Thì hôm nay Duy sẽ đi cùng em Quân vào bên trong để mà khám phá cái căn nhà này coi như thế nào. Theo như mình được biết thì căn nhà này cũng bỏ hoang khá là lâu rồi. Quân, em nghĩ như thế nào về cái câu chuyện mà cái đốm lửa lấp lé ở bên trong căn nhà vào lúc xế chiều mà cái cô bán nước cổ hay kể á? Em có nghĩ đó là hiện tượng tâm linh hay là do những người vô gia cư người ta đến đây người ta sinh sống rồi người ta nhóm lửa lên? Theo em, cái lời chia sẻ của người cô đó là có thể là đúng sự thật, tại cô sống gần ở đây nên cô biết. Và cái đống lửa đó cô chia sẻ thì theo em thì hiện tại giờ em cũng chưa có hình dung ra được là nó như thế nào. Và mình cũng không có biết là phải là vấn đề tâm linh hay không nữa. Nhưng em nghĩ là chắc cũng phải có vấn đề tâm linh, tại vì cái căn biệt thự này á, nếu mà vô gia cư người ta vô ở á, người ta không có thể nào người ta đốt lửa trong đây để làm gì đâu anh. Anh nghĩ là người ta nhúm lửa vào buổi tối á, để mà khi người ta nấu nước hoặc là người ta ung mũi á, thì nó sẽ xuất hiện những đốm lửa phát sáng, thì sau đó nó sẽ tắt. Thì nó cũng giống như cái lời mà cô bán nước chia sẻ luôn á, nghĩa là thấy nó lấp ló một xíu thì nó tắt, chứ nó không phải là nó sáng hoài. Anh nghĩ là cái đốm lửa của những người vô gia cư. Nhưng mà không biết bên trong, nếu mà mình tí nữa vô trong mà thấy có những cái chỗ mà người ta đốt này kia rồi á, thì chắc chắn là cái đốm lửa đó của người vô gia cư. Còn nếu mà không có cái đốm đó thì sẽ ra cái vấn đề còn lại. Dạ, là tâm linh. Mình thì cũng không rành nữa cả nhà, cái căn nhà này chắc xây cũng khá là lâu rồi đó. Cái này tường là bằng đá, như đá ngày xưa hả Quân ha? Dạ đúng rồi. Mà em cũng không hiểu cái lý do vì sao biệt thự này phải nói là cho nằm trong cái khu đất này rất là khủng luôn anh. Đúng rồi. Phải nói tiền là phải là vài chục tỷ, hàng trăm tỷ chứ không phải là ít đâu. Mà không hiểu vì cái lý do nào mà người ta bỏ hoang luôn. Thôi bây giờ chắc không để quý cô chú với anh chị chờ lâu nữa, Di với lại em Quân sẽ đi vào trong để mà khám phá thử. Đi, hai anh em đi trong. Mình sẽ khám phá từ phía ngoài cả nhà, coi sẽ như thế nào. Tại vì nghe bà con chia sẻ thì chủ cũng đi khá là lâu rồi. Căn nhà này chắc ngày xưa chắc cũng là của dân đại gia đó, chứ không phải dân vừa đâu. Ngày xưa mà làm cái hòn non bộ này, có cây cầu nữa thì chắc chắn là thuộc dạng dữ rồi. Đây là hòn non bộ nè. Ở phía dưới đây cũng có những con nòng nọc nè, nó sinh sản rồi. Nòng nọc này như là của con ảnh ương đúng không ta? Đúng rồi anh. Ảnh ương. Những cái tảng đá ngày xưa là khủng khiếp thật chứ. Đá này mình không biết gọi là đá gì nữa.
có chim cu nó bay. Căn nhà này khá là dài nha, căn nhà này khá là dài luôn. Ở trên lầu, ồ, ở trên lầu hình như có cái nơi để bàn thờ hay sao á. Đâu anh? Kiểu như bàn thiên á đó. Đó thấy không? Đúng rồi, kiểu như bàn thiên phải. Cửa sổ cửa nẻo này, không có rèm gì hết ta, hay là người bị những kẻ xấu nó vô đây nó gỡ hết rồi. Em nghĩ là chắc kẻ xấu nó vào người ta chạm hay sao. Ôi, hết hồn. Ông nội ơi. Cái gương. Trời ơi, tự nhiên mình quay cái gương thấy hai anh em mình trống hết hồn nội. Thật sự luôn. Ủa có ổ tổ chim kìa. Cái tổ chim. Thấy không, cái tổ chim kìa. Dạ. Cửa thì khóa trong đó nha. Cửa thì khóa trong rồi. Ủa nhiên đi nghe thấy cái gương ngay đây. Hết hồn không? Hết hồn hết chứ. Bây giờ phía sau thử kìa có như thế nào, phải có chỗ vô không coi nha. Nếu không có chỗ vô mình sẽ vòng lại. Ôi, có tấm màn nè Quân ơi. Sợ rung hả? Vô. Tấm màn này mở được không? Gì dưới à? Anh thấy cái hình gì nằm á? Hả? Em thấy cái hình gì nằm á? Hình gì em nằm? Thấy hình hay là cái người ta nằm hả? Cái bồn gì hay sao á? Hình nằm hả? Chắc vậy à? Ở đâu? Chỗ nào? Đây, em thấy nè. Đi thử coi. Ui, hết hồn. Cái gì vậy? Quá trời hình nộm trong đây nè. Lộ ra mấy cái chân nữa. Ui, ghê vậy. Ờ, ông nội ơi, cái mặt nạ nó cả cái đầu rồi. Rồi, hết hồn rồi. Nói ra ra được chứ. Nhờ, ghê thiệt chứ. Giúp mình luôn nè. Hồi nãy mình thấy cái này không em có thấy sợ. Cái này nè. Không có sợ ha. Vậy em vừa lú đầu lên thấy nguyên cái cặp chân lòi ra chứ. Cái cặp chân lòi luôn. Chắc cái khu người ta chứa đồ chứa rác nữa. Hết hồn thiệt luôn, thấy cái chân với cái đầu lú lên. Em vừa đút đầu vô là thấy cái cặp chân á. Cái sau này có cái hộ nè. Dạ. Cái này đi ban đêm mà nãy gặp chắc chạy luôn á anh. Giật mình hả? Giật mình theo kiểu nãy anh thấy cái hình của hai anh em mình đó. Này khu phía sau. Phía sau dữ ta. Cái đó còn những cái bàn đá nữa kìa. Thấy không? Bàn đá ngày xưa á. Cái nắp hộ phải không ta? Cái bàn đá. Cái bàn đá. Hả? Anh nghĩ là cái bàn đá. Mưa vậy ta. Mưa hả? Râm râm rồi. Đang nắng rồi tự nhiên râm râm ta. Này có cái bàn khá là to cả nhà. Thường thường những nơi mà có những cây cổ thụ á, thường thường nó sẽ gọi là có cái vấn đề gì đó nó khá là khác so với những căn nhà bình thường. Tiền cổ họng của Di nó bị nghẹn luôn cả nhà. Dịu không? Đến trong tôi ôm ở ghê lắm. Tôi ôm mà ghê lắm. Ghê đúng không? Nam U sao á. Mình phải kiếm đường mình đi vô thử á. Nam U lắm. Rồi còn đồ đạc dữ ta. Có nhiều phòng lắm Quân ơi. Tò mò nha. Có nhiều phòng ở trong lắm á. Đúng rồi, nhiều lắm, rộng lắm, cái căn nhà này rộng lắm. Đi, anh em mình chụp lên phía trước mình tìm đường vô coi. Mà có gì đừng bỏ chạy nha Quân.
em bỏ chạy, anh bỏ chạy theo luôn á. Cửa này vô được không? Cửa khóa rồi. Vô đi anh bật đèn à? Dạ, vô. Có chừng miễn nha. Miễn. Chừng miễn chai nha. Thì khá là tối luôn cả nhà. Đây sao Quân? Làm gì vậy? Ủa cái bắp da này nếu... Ôi, da này mắc tiền lắm luôn á. Mắc tiền lắm á. Nè. Ôi sao có giấy tiền vàng bạc quá trời ta. Giấy tiền vàng bạc. Bắp da này tại da mấy người giàu có không chịu nổi á. Da bò nè. Dạ. Này mấy con men này nó xét hết trơn nhưng mà cái da nó không hư. Dạ. Cái tiền vàng bạc quá trời luôn. Ở đây kiểu như cái này là giống như có người đến đây để sinh sống nè. Những cái đồ đạc. Coi chừng có những đồ của bác sĩ nha. Biết bác sĩ không? Dạ biết. Cái này có thể là căn phòng khách. Ủa, cái gì ta? Này trái cầu may. Mình vô đây mà ở ngoài nghe tiếng xe mà mình vô đây mình vẫn còn nổi da gà cả nha. Ở đây nó rộng mà nó kiểu như nó âm mưu quá anh đi. Ở đây nó rộng quá mà nó nhìn nó âm mưu quá. Nhìn nó ghê ghê á. Nếu mà không có cái đèn này chắc hai anh em mình không biết đi khám phá hay sao luôn. Cái gì? Ngồi viết chì. Phải không ta? Chì. Bầu thơ. Bút chì này lâu lắm rồi nè. Hồi xưa anh đi học là có cái này rồi. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ hình như là không còn nữa. Bây giờ người ta xài bút chì gọi là bút chì kim á, chứ lúc bút chì bấm không à. Kéo nè. Với tiền vàng bạc. Đi xuống xà thử không? Này đi xíu nữa mình lên xa. Mình lên cái cầu thang này. Chìa khóa smart key. Chìa khóa này biết của xe hay vậy ta? Em cũng không dành luôn. Ủa sao có một chút luôn thôi vậy nè. Ôi ồ. Khiếp không? Chích heo á. Này chích heo. Chích heo. Ông này ông chích heo. Hai anh em mình vô đây kiếm coi có cái gì không cả nha. Có vàng bạc đó. Em có nhớ cái clip mà dò số. Dò số không? Có nhiều người nói hai anh em mình tham lam vô trọng trò giấy số. Nhưng mà nếu mà giấy số mà nó trúng thì chắc không còn ở đó. Còn nếu mà cho dù giấy số nó có trúng đi nữa mình rụm lâu mình cũng đâu lấy được đâu. Đúng rồi. Tại vì cái đó là nó hết hạn sử hết hạn rồi. Từ từ. Ôi. Hình đám cưới. Cái này có thể là chắc là chủ nhà ha. Chủ nhà hả? Em coi cái này cái năm mấy. Ở sau nó có thường ở sau chụp nó sẽ có để năm. Không có thôi.
có nằm. Em coi mấy cuốn sổ người có nằm không? Kìa, cái cứ màu đỏ rồi đâu không? Cái đĩa này. Đĩa này lâu lắm luôn à. Ồ, đĩa này hầu như là những giới trẻ bây giờ hầu như không biết luôn. CD Tình Ca Tây Ban Nha này lâu lắm rồi. Cuốn sổ kìa. Sổ gì vậy? Kinh. Kinh. Thôi đi. Không còn phải có cuốn lịch đồ thì mình mới thấy được cái năm cái tháng. Kia là gì? Cũng không có gì giá trị. Ủa cái đó cái trong cái tủ quần áo hay tủ gì ta? Em thấy trong cái tủ để thờ, kê để thờ quá ta. Tủ thờ. Tủ thờ quá. Ừ. Nhìn từ đây nhìn ra nhìn ghê quá. Ủa, mấy cái bộ kỳ quá trời trong đây luôn hả? Muối. Ủa, phải muối cái gì á? Bỏ khi đó làm hả ta? Mày muối quá à. Muối á. Phải không ta? Nếm thử coi. Không. Đây nhìn ra ghê không? Kìa. Nhìn qua đó ghê không? Lớn thì đúng rồi kìa. Hay vô đây nóng mà đổ mồ hôi tưởng lạnh luôn ta. Phía sau nhà này rộng lắm, phía sau à. Đi ra vòng phía sau luôn. Đi khám phá là phải khám phá cho hết cả nhà. Để coi ở đây có sự tâm linh không mà nghe nhiều người đồn thổi lắm. Không được rồi. Đi bên đây nha. Thấy cái cô bán nước ở ngoài cũng đồn thổi rất là nhiều nhưng mà mình thì không nghĩ. Có tàn thuốc mà lúc có em đây làm gì vậy? Đây tôi nét cửa thông hả? Quần đó. Quần. Tại vì nhiều người nói là ở đây này kia cả nhà. Mình thì mình không có nghĩ là vậy. Tại vì cả nhà biết sao, gần khu quốc lộ thì làm sao có những hiện tượng vậy được. Thứ nhất là, thứ hai nữa là ở khu quốc lộ thì gọi là nó ồn ào, xe qua lại tấp nập. Thì thường thường những cái hiện tượng tâm linh thì nó không có xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện những nơi vắng thôi. Em thấy ai đốt cái gì nè. Ừ. Đó, thấy chưa? Có người đốt. Ủa, cái này nó sắp sập rồi. Nó sắp sập rồi cả nhà. Chắc người ta vô cho cư, người ta vô nè. Nhiều lắm. Đồ đạc nè. Thấy không? Chứ mà đồ đạc không à. Quần áo. Đi, xuống sao. Những cái về thì chắc chắn nó không có gì đáng sợ rồi. Mình cứ đi tìm hiểu từ từ. Mình vẫn lo lắng cái phần ở trên lầu cả nhà. Nghe nói cô nói ở trên lầu á, cái đốm là đốm lửa là ở trên lầu chứ không phải là ở khu này. Này đập quá trời. Nè cái chỗ này hồi nãy mình vô mình thấy nè. Đúng rồi. Đồ đạc quá trời. Ủa trong đây có nước gì ta? Ừ, này sao có nước ta? Kiểu như có người sinh sống vậy. Chắc anh nghĩ là có người vô đây nè. Có
có người vô đây người ta mới đem đồ đạc thì nhiều dữ vậy nè. Dạ. Gì ta? Để coi. Ở đây có một cuốn lịch nè. Ừ. Dầu mắm, nước bột ngọt, nước tương. Lịch tới năm mấy? Dạ. Lịch tới năm mấy? 2017. Vậy là căn nhà này mới bỏ đây hả ta? Phía sau nằm. Hay là lịch này người ta đem vô? Cũng có thể. Tại vì căn nhà này cũng xây cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà 6 năm thì sao nó tàn tạ dữ vậy? Em nghĩ là phải hơn. Em nghĩ là bỏ phải ngoài 10 năm á. Ở dưới còn những căn phòng nữa cả. Mình đi show hết thử coi. Còn nó gọi hết hồn. Ôi. Sợ với Quân. Làm giật mình luôn á. Trong cái búp bê nè, lịch nè. Lịch này chính xác là lịch của nhà luôn nè. 2017. 2017 luôn. Vậy là chính xác rồi. À, cái này là để là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vậy là Hội Thánh Tin Lành là đạo gì ta? Thiên Chúa à? Đúng rồi. Hồi nãy em cứ cuốn sách cuốn kinh là em nói á, là thấy cũng để đạo Thiên Chúa luôn hả? Đúng rồi, bên thánh đó. Thiên Chúa là đạo Tin Lành hả? Đúng không? Dạ. Thiên Chúa giáo hả? Ôi đèn cày. Đèn cày quá trời. Có thể đèn cày này cũng chính là nguyên nhân xuất hiện những cái ngọn lửa đó. Dạ. Ôi, cái này có cái gì nè? Có dòng chữ gì nè? Ai ghi gì? Đức Chúa Trời gì đó. Hãy hiếu kính với cha mẹ như xó như Giê-hô-va. Giê-hô-va là những kiểu như tên của người Chúa. Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Phục truyền luật lệ ký 15.16 hả? Dạ. Ban thanh niên. Mình đọc xong dòng chữ mình cảm thấy cái người mình nó nặng rồi ta. Có gì rỗng không? Có con này à. Vì đây là toilet nè. Ôi. Cái gì vậy? Có cái gì? Trong đó là gì? Cái phòng tắm. Em nghĩ là cái phòng tắm này vậy. Có phải không? Ừ. Phòng tắm. Nhà vệ sinh. Từ từ lên lầu đây. Đây là cái gian phòng cuối cùng luôn rồi cả nhà. Phòng này là toilet rồi. Ở sau đây có cái nhà vệ sinh. Ừ, nhà vệ sinh. Đi, hai này mình đi lên nè. Nhà rộng dữ thần đó ta. Mấy gian luôn. Nhìn trời. Cẩn thận à. Bây giờ hai anh em Di sẽ đi lên cái phần trên lầu ở nha. Tại vì nghe cái cô bán nước nói á, ở trên lầu á, là cái nơi mà xuất hiện bóng đèn, cái ngọn lửa á. Tự nhiên xuống đây xong cái tiếng mình nó bị nặng hơn thôi.
thư. Cả nhà có thể chia sẻ cũng như là để lại một lời bình luận, cũng như là ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Duy nha. Cả nhà thấy cái cảm giác nãy giờ như thế nào thì hãy bình luận dưới phần video giúp Duy. Đây là cái phòng cuối nãy đầu vô này. Hồi tổ chim cái xong mình lên cái trên lọc. Khu này thì có rất là nhiều giấy tiền vàng bạc nha cả nhà. Đây nè các bạn, rất là nhiều luôn. Cũng đây nè, chim. Đây, lên lọc. Cả nhà có thể ủng hộ hai anh em bằng cái nút Super Thanh để hai anh em có thêm kinh phí để đi lại cả nhà. Ôi, chia sẻ. Sao tự nhiên quá trời giấy tiền vàng bạc đi lên lầu quá. Gì? Quá trời giấy tiền vàng bạc hướng lên lầu. Giấy tiền vàng bạc hả? Đi. Một like, một lượt đăng ký cũng như là bình luận là cái động lực để giúp hai anh em mình đi tiếp rồi nha. Cả nhà hãy chia sẻ nha, ai có thể hãy chia sẻ và nhấn like giúp Duy nha. Giấy tiền vàng bạc rất là nhiều luôn. Đây. Ra cờ. Từng bước qua. Không biết trên đây của. Tới hai lầu luôn hả? Em cũng không biết là như còn phía trên đó gì á. Đầy sáng nè. Gì vậy? Cái màn này giống ta để thảo. Ui, ui. Cái màn của quạt. Ở đây có thể là nếu mà nhìn ra là ngay cửa sổ nè, thì ở đây có thể là cái đống ánh đèn mà những cái cô quán nước như là như người qua lại thấy nè. Đây, cái này là đèn gọi là đèn dầu. Đèn dầu nó sẽ có cái một cái nắp chụp nữa. Lưu đưa hương nè cả nhà, cắm hương một cái sau chuỗi. Ôi ôi nghe anh hết hồn anh nghe tiếng gì không? Nghe. Ôi nổi da gà luôn á. Nghe không? Nghe. Cái gì, cái chuột chuột không? Nghe, nghe. Ôi, cái miếng ấy kìa. Cái đồ. Ôi. Nhiều lắm. Đồ cúng nè. Thấy không? Thấy à. Này là cái gì ta? Nè cái này cái bàn diện hay sao á. Ừ. Ui sao cái màn quạt cái vậy? Có thể là gió như mạnh nữa nha. Nhưng mà nãy giờ gió không mạnh cho lên đây gió mạnh chứ ta. Em nghe cái tiếng gì kêu rõ vậy luôn rồi. Đây có Phật Mẹ Quan Âm. Nó gió mạnh quá. Thấy không? Hết hồn. Tiếng gió này hỏi đây mạnh ghê luôn. Biết còn gì trong đây không đây? Để Di mạo muội bước vô đây cả nhà. Xin phép nha cả nhà. À trong đây có bằng bằng gì? Cái màn nó bay mạnh giữa thằng đó ta. Đèn cày rất là nhiều luôn á. Mà đi ra Quân ơi, anh thấy trong đây nó hơi lạnh lạnh. Dạ. Có thể là lúc trước người ta thờ cúng vậy đây. Ừ, chắc thờ cúng chỗ này, chắc cái nơi thờ quá. Cái phần này là cái phần cúng nè. Ơi ông đấy. Nguy hiểm á. Này cái bàn nè. Bàn chắc để cúng.
Ôi. Dạ. Kìa. Rồi. Cái gì vậy? Cái này là cái phòng thờ. Đi, đi vô. Thử coi. Ghê quá. Bên đây nè, ngay chỗ này luôn. Cái cửa sổ luôn đó nha. Nhìn vô thẳng ra đây. Bước vô. Thử coi. Phòng thờ. Ồ, ở đây có bánh trái luôn. Anh nghĩ là mới luôn á. Bánh này mà còn mới nè. Mới cúng nè. Bánh mới nè. Còn mới luôn á. Còn cứng ngắt nè. Ăn thử không? Thôi, không dám. Đây. Đây cái gì ta? Chỗ này đốt với tiền vàng bạc. Nếu mà đứng ở đây đốt nè. Nếu mà ngồi ở đây đốt mà ở ngoài nhìn vô thì chắc chắn là sẽ thấy cái đốm lửa lập lè lè. Đúng rồi. Dạ, ngay khúc cửa sổ vậy rồi. Ngay cửa sổ luôn cả nhà. Thì sẽ thấy ấm lửa lập lè thôi. Cái này là một cái bàn vị. Cúng rất là nhiều. Nhang đèn, đèn cầy. Ở đây thì có cây thánh giá là của đạo Thiên Chúa nè. Nhưng mà ở trên nó có hình con mắt. Thiên Chúa là ông. Em nghĩ là Thiên Chúa là cái thánh giá. Đúng rồi. Còn cái hình con mắt này là Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài. Ừ đúng rồi. Anh thấy một nơi cũng có một cái hình con mắt là Đạo Cao Đài. Nhưng mà tại sao là cái thánh giá lại có hình con mắt? Em cũng không nhận. Tại sao đó? Đây tổng cộng là 4 cây. Mấy cây? 4 cây. Nghe tiếng không? Có, tiếng này giờ thú gì chứ. Ừ. Nghe tiếng hú. Đúng rồi. Em nghe hú. Anh nghe tiếng em ơi, em ơi. Ừ. Đúng rồi đó. Cái gì mà ơi ơi á. Dạ. Đây, đây, đây có thể là đây chính là cái nguyên nhân mà khiến cái ngọn lửa lập lè lập lè. Mình đi qua bên kia đi, đi đi qua. Đi trước đi. Đây có sóng đời nè. Sóng đời. Cây mà nó mọc lên tới đây luôn là biết nó lâu cỡ nào rồi. Đi vô trong phòng này. Đây có cái lu nước. Những cái bình thủy hết ta. Giấy tiền vàng bạc rất là nhiều. Này là gì ạ? Cái này là cái đồ treo lên cái cửa sổ á. Giống như trong cái màn đóng vậy đó. À biết rồi. Phích nước nè. Không may nữa quá. Còn cái nữa quá. Đây nha. Em vô xem thử coi. Giờ bức tranh thì cái quần cái tranh gì quá. Có gì hết. Nếu đó là gì ta dựng nó luôn đi. Dạ. Dựng nó luôn. Này kiểu như em mờ là sao? Mờ quá. Nó phai theo năm tháng rồi. Em nghĩ cái gì ở trên lầu cuối cùng. Em xí đó thử coi. Nãy giờ dưới là phòng ngủ. Ở trên là đây là phòng thờ. Không, anh nghĩ đây là phòng ngủ nè. Ở đây là phòng ngủ. Ở dưới là phòng ngủ đấy. Ở đây cũng là phòng ngủ luôn, phòng sinh hoạt luôn. Ờ, bên đó là phòng thờ tại vì nó có cái bàn thờ ở trên. Dạ. Thấy không? Còn trên sân thượng ở trên. Có thể là nơi để ta ăn uống hay là nơi để ta hóng mát. Anh nghĩ ở trên cũng sẽ có một cái bàn thờ. Bàn thờ. Bàn thiên gọi là nơi cúng cho trời đất á.
khóa cửa. Thử cái ra được không? Phải nói căn phòng này nó ngập đi chứ. Ngập thiệt á. Nó đây ngập à. Cứ nhắc nè. Mày có gì không? Không, cái sân thượng anh. Sân thượng không phải? Nó trong bọc mà, không có gì hết trơn. Rồi, ok. Đang quay thử đi. Khóa ngoài. Thôi cả nhà. Vậy là hôm nay thì hai anh em mình đã giải mã, gọi là cái ánh đèn loe loét hay xuất hiện thường xuyên ở trên cái tầng ở trên cái là biệt thự bỏ hoang này. Thì mình nghi vấn chính là cái nơi đó. Người ta đến người ta cúng kiến hay các cầu cơ gì đó. Dạ. Thì mới có những ánh đèn. Và mình nghĩ ở đây cũng có một cái gì đó khiến nhiều người đến đây để mà cúng kiến. Thì cái câu chuyện nó như thế nào thì cả nhà hãy cho Di ý kiến, cũng như là để lại một cái lời bình luận ở phía dưới. Còn bây giờ thì chắc hai anh em mình sẽ di chuyển tiếp tục đi khám phá một cái ngôi nhà mà em Quân vừa mới phát hiện cũng như là được người dân chia sẻ, đó là ngôi nhà của ông thầy bùa, đúng không Quân? Dạ. Thì em kể sơ là cái ngôi nhà của ông thầy bùa đó như thế nào. Thì khi mà em đi khám phá, em có chạy ngang cái bà cô bán nước ngoài túc ngoài đầu đường á, em ghé em mua, vậy em mới hỏi người cô đó là có những cái căn nhà nào bỏ hoang không để em xin vào khám phá. Thì người cô đó chia sẻ là phía tuốt ở trong một cái con kênh á, có một cái ngôi nhà mà người ta bỏ hoang, mà cái nhà đó ngày trước người ta làm thầy. Ghê vậy ta. Dạ. Chắc cũng chỗ đó chắc cũng có nhiều binh gia lắm á. Em nghĩ là có binh gia. Thôi bây giờ hai anh em mình sẽ đi ra đó đi. Dạ. Ở đây từ đây chạy đó bao xa? Cũng xa. Đi, cứ đi thử đi, còn nếu mà tới đó mà buổi tối thì mình sẽ quay buổi tối luôn. Dạ. Đi, đi xuống đây cầu thang về luôn. Đây cả nhà. Thì giờ hai anh em mình sẽ đi tiếp tục cái khám phá cái ngôi nhà của ông thầy bùa bị bỏ hoang. Cả nhà có ý kiến gì thì hãy để lại một lại bình luận, một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Duy nha. Cũng như là chia sẻ. Cả nhà có thể ủng hộ hai anh em bằng hình thức là Super Thanh, để hai anh em mình có thêm kinh phí cho cái việc đi lại cũng như là khám phá. Còn bây giờ Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở cái video ở nhà của ông thầy bùa. Ra luôn Quân ơi.